Sáng ngày 24 tháng 2, Cơ quan Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Nha Trang cho hay đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi bé trai LTN 2 tuổi tử vong tại trường mầm non bé ngoan, khu đô thị Vĩnh Điểm Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Quá trình khám nghiệm tử thi sau khi bé N tử vong tại trường mầm non, cơ quan chức năng xác định vùng đầu của bé không tổn thương, xương hộp sọ không vứt nở và não phù sung huyết. Ở vùng ngực, xương sườn, xương ức không gãy, hố ngực khô và phổi phù xuất đặc. Các thùy phổi phải có màu sắc không đồng nhất, thùy trên phổi phải sung huyết, thùy dưới và thùy giữa phổi phải nhạt màu. Phổi trái sung huyết, lòng khí phế quản có dịch bọt trắng, trong bao tim có khoảng 20 ml dịch vàng nhạt, cơ tim nhạt màu và chảy máu rải rác dạng chấm. Trong khi đó tại ổ bụng của bé N có khoảng 80 ml dịch màu vàng nhạt, dạ dày chứa thức ăn dạng nhuyễn và các quai ruột sung huyết, kích thước 13 x 8 x 5 cm. Nguyên nhân ban đầu được xác định bé tử vong do viêm phổi dẫn đến suy hô hấp. Các cơ quan chức năng địa phương cũng đã thu các mẫu để xét nghiệm, giám định nguyên nhân tử vong. Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, sáng ngày 22 tháng 2, bé N được đưa đến trường mầm non bé ngoan. Khi đưa con tới lớp, phụ huynh thông báo cháu bị viêm họng và đưa thuốc nhờ cô giáo chăm sóc và đưa cho cháu uống thuốc. Sau khi ăn trưa, các bé được đưa đi ngủ và bé N cũng được cô giáo nằm cạnh chăm sóc. Khi phát hiện bé mệt mỏi, cơ thể nhợt nhạt, cô giáo liền báo cho ban giám hiệu trường. Mọi người lập tức chuyển bé đến Bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn Nha Trang ở khu đô thị Vĩnh Điềm Trung để cấp cứu nhưng cháu đã tử vong.